Thì mặt đứng nó sẽ có là elevation, thì nó có phần là dim và mặt đứng. Dim mặt đứng thì chúng ta phải dim phần hoàn thiện, đúng không? Ở đây này là dim phần hoàn thiện. Tag material trên elevation là tạo cái tag vật liệu trên mặt đứng như thế nào, chúng ta cần phải tag vật liệu như thế nào nha. Đây, và những cái gì cần trích trên mặt đứng, những chi tiết nào cần trích trên mặt đứng, ví dụ như ở đây nó sẽ có phần chi tiết phần ban công này, ban công module ban công ta phải cần phải trích trên mặt đứng. Những vị trí mặt đứng nào chúng ta cần phải trích chi tiết rộng ra, chúng ta phải trích ra nha. Vì những cái chi tiết này nó nhỏ quá chúng ta có thể không thể đi được, thì chúng ta phải trích chi tiết đấy ra để chúng ta làm sao để người ta có thể thi công được, thì chúng ta phải trích chi tiết ra. Thì vấn đề là các bạn phải có một cái kỹ năng về nghề tối thiểu, là chúng ta phải nhìn cái đấy nó không không thể mà đi được ấy, nó nhỏ quá thì chúng ta phải lấy chi tiết ra, vì những chi tiết đấy để giúp người ta có thể thi công được trên mặt đứng nha. Phần nốt bóc nha, ta sẽ làm phần nốt bóc nha. Phần section thì trong phần đấy mặt đứng, còn section thì nó sẽ có chia ra làm ba loại section, là overview là section là mặt cắt này, mặt cắt qua toàn bộ công trình, và mặt cắt là wall section là mặt cắt chi tiết tường, và vấn đề là mặt cắt detail, mặt cắt chi tiết. Thì ý nghĩa của từng đường dim ở trên mặt cắt chứ không phải thích dim như thế nào thì dim nha, hoặc chúng ta không hiểu vấn đề là mặt cắt nó thể hiện cái gì mà chúng ta vẫn cứ dim, đúng không? Dim những cái gì? Hiệu chỉnh các annotation để đánh mặt cắt, thì mặt cắt thì chúng ta phải đánh cốt hoàn thiện và cốt thô nha, nó phải có cốt trên và cốt dưới, là slope spot ở trên cái mặt cắt, là tất cả những cái phần độ dốc ở trên mặt cắt, ví dụ như là các cái chi tiết mái cốt ở đâu tranh cốt nhà phải áp dụng nha, áp dụng các cái phần detail cho các cái mặt cắt trần. Wall section ấy thì vấn đề là gì, wall section là gì, và facade detail là gì, là mặt cắt này là mặt cắt từ móng đến mái, là nó sẽ trích chi tiết từ móng đến mái, ví dụ như cái vị trí này chẳng hạn thì nó sẽ phải cone out ra, người ta sẽ trích từ móng đến mái là giữa các liên kết này, liên kết này, liên kết này, liên kết này và liên kết này, giống như ở cái xeno ấy, đúng không? Thì mức độ đấy là khi trích chi tiết đấy là người ta gọi là trích tỷ lệ 1 phần 50, có nghĩa là mặt bằng này nó sẽ là tỷ lệ 1 phần 100, thì nó sẽ tỷ lệ của wall section này nó sẽ là tỷ lệ là 1 phần 50, đúng chưa? Sau khi 1 phần 50 thì những cái chi tiết này nó sẽ rơi vào 1 phần 25 cho đến 1 phần 20, hiểu không? Các chi tiết detail này này đấy, hoặc đôi khi nó nhỏ hơn là 1 phần 10. Đây, detail design construction này, create các template, thì facade detail thì cone out trên wall section này, trên wall section là trực tiếp hoặc là qua mặt đứng mặt cắt. Thì các bạn sẽ thấy đây, ví dụ như phần chi tiết mái này, cone out section trực tiếp trên mặt cắt, là ví dụ như chỗ này là cái cửa sổ mái, các bạn thấy không, nó lấy cái louver này, mái chéo này, trên này nó có mái kính này. Đấy, thì người ta sẽ phải biết được là trên này độ dốc nào, có lớp cấu tạo gì, mái kính ra sao, như thế nào, đi từ đâu đến đâu. Thì với những cái chi tiết này là chi tiết 1 phần 30, sau này nó có sẽ chi tiết 1 phần 15, là những cái chi tiết các lớp cấu tạo, chúng ta phải chỉ được ra các lớp cấu tạo, cầu thu nước ở đây như thế nào, ống nước đi xuống ra sao, các vị trí này chúng ta phải vẽ được chi tiết ở mức độ bản vẽ thi công, thì chúng ta phải vẽ được hết tất cả các vị trí đấu nối, tất cả các vị trí các lớp cấu tạo, được chưa, hướng dốc, độ dốc. Chứ không phải là chúng ta chỉ vẽ ra một cái và chúng ta hỏi đây là chi tiết nhớ, và cũng chẳng biết làm cái chi tiết đấy như thế nào. Đấy, thì một điều ấy là cũng, ví dụ đây là một cái chi tiết louver, muốn bổ một cái chi tiết louver ấy thì người ta sẽ phải có mặt đứng này, chi tiết hệ mặt đứng này, chi tiết mặt cắt này, cái lam louver như nào, chi tiết ra sao này. Đấy, nó sẽ đi với chi tiết, và trên mặt bằng nó phải có một chi tiết, nó phải có đủ gì, mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt, hiểu không? Chứ không thể là một chi tiết là mình chỉ trích chi tiết ra ấy thôi. Một chi tiết được bổ ra thì phải bao gồm mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt. Và mặt cắt thì phải có mặt cắt vị trí tường từ đây đến đây, và dưới này nó phải có lớp vữa chát, chỗ này lớp vữa chát như nào, chúng ta phải sử dụng detail. Chúng ta phải hiểu cấu tạo. Vì Revit đôi khi những chỗ này nó sẽ không có lớp vữa chát đâu. Đúng không? Mà chúng ta phải tự tạo ấy. Đúng không? Phần cơ bản các bạn hiểu rồi đúng không? Là nó không có lớp vữa chát, nhưng vấn đề là khi mà các bạn vẽ nó chi tiết detail mà cái này không có lớp vữa chát thì là sai, là các bạn chẳng hiểu gì cả, đúng không? Chúng ta phải dùng nghề chứ không phải là phần mềm, nó chỉ là một khía cạnh rất rất nhỏ thôi, đúng không?
còn nghề thì nó mới là cái mà chúng ta phải dùng. Giống giống như vậy, ví dụ như này, hệ làm chớp mặt bằng này nha. Đây đấy, thì chúng ta sẽ làm cái chi tiết nha, từ phần mặt đứng và mặt cắt, đúng không? Đứng mặt cắt thì hôm trước đã làm đến phần mặt bằng mái rồi, đúng không? Này. Ví dụ đây, tôi sẽ làm cho tôi mở một cái file nhà lên để tôi làm một cái mặt đứng này. Thì ở trên mặt đứng ấy, mình sẽ dùng là tag material. Thì tag material thì cái này hôm trước tôi đã bảo với các bạn rồi, đúng không? Thì đây, thì chúng ta sẽ làm trên mặt đứng này. Ví dụ như này, tôi chọn là mặt đứng này. Floor unselling này, ẩn 3D này, 3D này, mặt đứng elevation này, mặt đứng này. Ok. Thì ví dụ như các bạn sẽ thấy ở đây, các bạn sẽ thấy ở đây là gì, là tường sơn giả bê tông. Thì như này chúng ta đang dùng là gì, chúng ta đang dùng tech, đúng không? Còn nếu mà chúng ta dùng đúng cách của nó hơn, ví dụ đây đang dùng phenyl để che đi cái phần này, đúng không? Đúng chưa? Phenyl để che đi phần này. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn vẽ tác material, vẽ đúng cấu kiện mà vẽ chuẩn của nó ấy, thì chúng ta sẽ phải không, chỗ này nó sẽ không có cái này đâu. Hiểu đây không? Và nó sẽ tác trực tiếp luôn vào đây. Material vào cái mặt này này. Vào cái tường giả bê tông này. Thì muốn làm cái tường giả bê tông này thì chúng ta sẽ phải tạo thiết lập vật liệu cho nó, chứ không phải là chúng ta vào manager này, vào bảng material này. Thì ví dụ như đây tôi muốn là cái tường giả bê tông. Ví dụ như đây, tôi chọn này. Create, tôi ghi đây là MTA. Nhưng tôi chọn đây là mã 1 901 chẳng hạn. Đấy nha, tôi chọn này. Tôi ghi đây là sơn giả bê tông. Được không? Thì tôi sẽ nhìn ở đây, nó có phần là in and fill data này. Thì mọi người sẽ thấy có chữ description này, đúng không? Được nhá. Thì tôi mô tả đây là sơn giả bê tông. Này. Sơn giả bê tông. Ok. Được nhá. Các bạn có thể là comment là gì, hoặc các bạn có thể đặt mã cho đây, tôi đây ví dụ như mark ở đây, các bạn đặt cho tôi ở đây ví dụ như là sơn, thì tôi đặt đấy là sơn tường, được nhá. Tôi sẽ đặt là ST gạch ngang ở đây, ví dụ như mã này là mã 101, được nhá. Hoặc là sơn bê tông, được nhá. Tôi ghi đây là sơn bê tông, sơn bê tông, mã ở đây là mã 101, được không? Ok rồi, thì bây giờ các bạn sẽ thấy đây, thì các bạn sẽ có một cái phần là phần tag material hôm trước tôi đã bảo ấy. Quay lại này, tag material thì ta sẽ chọn vào đây view vào annotation, à vào annotation này, nó phần tag material này, chúng ta đặt vào cái tường này, ta kéo ra ngoài này thì các bạn chưa thấy gì, đúng không? Nhưng mà các bạn sẽ vào phần paint modify, các bạn sẽ dùng paint paint này, thì các bạn sẽ dùng đây mã ở đây là 109, đúng không? Này, ta chọn này là MTA 109 này, sơn giả bê tông. Thì tôi sơn vào đây, sơn lên bề mặt này. Đó. Thì các bạn sẽ nhìn đây nó có chữ là sơn giả bê tông, hoặc các bạn kích vào đây, các bạn ghi ở đây là thay đổi đây là sơn giả bê tông. Sơn giả bê tông. Được nha. Ví dụ sơn giả bê tông này tôi chọn đây, thì các bạn sẽ thấy sang bên này, các bạn sẽ thấy là nó cũng là sơn giả bê tông, đúng không? Đúng không? Bên này này. Thì nhưng mà các bạn chọn tab material vào đây. Các bạn đặt vào đây thì nó không có gì cả, đúng không? Thì chỗ này đang dùng là gì? Phenyl đây này. Đúng không? Đấy, còn nếu mà chúng ta muốn dùng ở đây sơn giả bê tông này, chúng ta dùng paint này. Chúng ta phải dùng rất chuẩn thì chúng ta mới làm được điều đấy. Được nha. Ví dụ tôi chọn mặt này. Rồi. Thì các bạn dùng đây. Này. Dụ
mặt này. Không, chúng ta có thể vẽ 3D dùng cũng được, không sao cả. Này, tab material. Này, cảm thấy không? Thì kích vào đây này, ta kéo ra ngoài này, cảm thấy không? Thì đây là sơn giả bê tông. Và các cái phần vật liệu này ấy, khi chúng ta đặt bằng tab vật liệu này ấy, thì chúng ta có thể thống kê bằng vật liệu được nha. Mọi người hiểu không? Có thể chúng ta đặt chuẩn vật liệu màu sơn này thì sau này tôi chỉ thống kê là cái sơn giả vật liệu này là bao nhiêu mét thì nó sẽ ra được những phần phủ về phần pen này, đúng không? Ví dụ như này, các bạn sẽ thấy đây là những cái sơn màu giả bê tông thì nó sẽ là màu như này, đúng không? Đây pen này này nha. Hoặc tôi có thể vào manager đây, tôi đổi màu đi cho các bạn để các bạn sẽ thấy được cái mà tôi muốn sơn, cái sơn giả bê tông. Tôi chọn cái màu này, nó là một cái màu nó đây, nó xám xám này chẳng hạn. Này, màu khác này đi. Nhưng còn các bạn muốn hack surface pattern, bề mặt pattern của nó thì đây. Ví dụ như trong đây nó đang hack chúng ta là sơn giả bê tông, đúng không? Thì đang hack chéo chéo đây, ví dụ như này chẳng hạn. Đúng không? Đang hack được cái này đúng không? Ok, tôi vẫn hack được cái này cơ mà. Các bạn thấy nhìn chiếc sơn giả bê tông cái màu xám đấy không? Màu này đấy không? Còn cái đây chỗ tôi vừa pen đây là cái bên này này. Nó nhìn cái mặt đứng là từ đây vào mà, đúng không? Còn các vị trí này tôi muốn đi thì tôi đi pen lại cho nó chuẩn, chỗ đấy là sơn giả bê tông này, pen những chỗ vị trí này 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 này, đúng không? Các bạn hiểu ý tôi không nhỉ? Đấy thì tôi pen đấy này. Thì khi các bạn pen mà các cái phần này nó làm sao nó chuẩn rồi ấy thì là nó đúng rồi, thấy không? Này, đấy, đúng chưa? Thì bây giờ các bạn về mặt đứng đây, các bạn sẽ thấy là bây giờ các bạn tác ở đâu nó cũng vậy thôi. Các bạn thấy cái nét hack của tôi không cần phải hack không? Không phải dùng fill video nữa, hiểu không? Mà làm nó nhanh hơn không? Đúng không? Thực ra ấy, cái này ấy, nó phải được học bài bản và nó sẽ phải có một cách làm quy luật. Có nghĩa là phải làm một cách hiểu rất rõ, chứ không kiểu là nhôm nhựa, kiểu là muốn nhanh ấy. Thế nhá, có những lúc muốn nhanh là chỉ pen lên chỉ để thể hiện được bản vẽ thôi. Còn về cốt lõi sau này bắt đầu khi mà các bạn kiểu là chỗ này lổn nhổn ấy, mình cứ thể hiện chỗ này một kiểu, chỗ kia một kiểu, đến lúc mình không kiểm soát được ấy, là đến lúc thay đổi ấy, xong là sửa như thế nó còn mệt hơn. Còn chúng ta làm như này thì chúng ta mất cái giai đoạn ban đầu là thiết lập vật liệu, nhưng mà sau này thì chúng ta sẽ làm sao? Nhàn. Đấy nhá. Đấy thì cái cách làm ấy thì người ta nhìn thấy nó sẽ đồng bộ. Mọi người hiểu ý tôi chưa?